Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái kỹ thuật mà cũng khá là hiệu quả để các bạn tiết kiệm thời gian hơn khi các bạn muốn thao tác đánh một cái văn bản ở trên máy tính. Thì giả sử như các bạn có một đoạn văn bản cần đánh lại, hoặc là các bạn có một cái suy nghĩ về một cái ý tưởng nào đó cần chuyển nó thành đoạn văn, giả sử như là đề tài tốt nghiệp hoặc là tiểu luận tốt nghiệp gì đấy chẳng hạn. Thì thường ấy là mình gõ văn bản ấy nó vừa lâu và nó cũng hơi bị khó khăn đối với một số bạn mà không sử dụng cái gì máy tính thường xuyên. Thì ở đây mình có một cái giải pháp như này, các bạn chỉ cần biết nói là được. Đấy, mà nói chuẩn giọng là được. Không bị lắp hay là không bị méo tiếng quá là ok. Các bạn sẽ cần một cái tài khoản Gmail rồi các bạn đăng nhập vào, sau đó vào cái gì nhờ? Thêm và các bạn vào tài liệu đúng không? Thì trong tài liệu như này nhá, mình sẽ thêm một tài liệu mới. Đây thì các bạn trong này các bạn hoàn toàn thể đánh bình thường được. Các bạn sẽ đánh là hôm nay là một ngày. Đấy, thì nó thành ngày mất rồi. Ngày đẹp trời chẳng hạn. Đấy, đẹp trời. Ok. Thì nói chung ấy là đánh text như này nó cũng được. Nhưng mà khi mà bạn lười như mình chẳng hạn thì các bạn sẽ nên dùng công cụ nhập bằng giọng nói. Đấy thì cái tính năng này nhá, nó quá là tuyệt vời luôn. Các bạn sẽ chỉ cần một cái mic cắm vào trong máy thôi, thì các bạn lấy một cái tai nghe game hoặc là các bạn có một cái mic nào đấy nó xịn xịn một tí là được. Cắm vào, sau đó thì mình sẽ bấm vào nhấp vào giọng nói. Ok, nó sẵn sàng rồi, nó hỏi là có muốn sử dụng không, thì đây mình cho phép đi. À, thì mình nói này. Để mình xếp lại này cái. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời. Mình đang ngồi đây hướng dẫn các bạn đánh chữ như một thằng tự kỷ trong một căn phòng kín. Không sai một chữ nào luôn. Thấy không? Google hơi bị xịn. Enter. RCB chuyên đào tạo các phần mềm đồ họa, chuyên đào tạo các khóa học đồ họa ngắn dành cho mọi lứa tuổi, dành cho mọi nhu cầu từ marketing đến designer. Rất vui được làm quen với các bạn. Đấy thì cái kỹ thuật như này nha, các bạn thấy không, nó quá nhanh. Ví dụ mình nói nào đấy là nó nhập vào như thế. Thì giờ có người yêu này. Ok. Chết chết máy nguy hiểm rồi. Thôi đấy nha, ví dụ như thế thì cái này là cái máy nó có cái gì đấy nó hơi bị phản đối mình tí. Đấy, chúc các bạn thành công. Là cái này một cái kỹ thuật rất là tuyệt vời đấy. Bye bye, xin chào. Like và chia sẻ nhá.